Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, sách giáo khoa sinh học 12, trang 78 với đề bài như sau. Thế nào là ưu thế lai? Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể xem lại lý thuyết mục 2.1 khái niệm ưu thế lai, trang 76 sách giáo khoa sinh học 12. Lời giải chi tiết như sau. Trước hết chúng ta cùng phân tích ví dụ ưu thế lai ở ngô. A và C là thân và bắp của hai dạng cây bố mẹ. B là hình ảnh về thân và bắp của dạng con lai có ưu thế lai. Dễ dàng nhận thấy, chiều cao của thân, kích thước của bắp cũng như là kích thước của hạt ở cây bố mẹ nhỏ hơn so với cây con lai có ưu thế lai. Nói một cách khác, đó là chiều cao của thân lẫn kích thước của bắp và hạt của con lai to vượt trội so với của cây bố mẹ. Từ đó chúng ta rút ra được khái niệm về ưu thế lai. Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với các dạng bố mẹ. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 2, sách giáo khoa sinh học 12, trang 78.